Công an tỉnh Bình Phước vừa cho biết, tối ngày 25 tháng 11, anh Mạc Ngọc Quý, 33 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường liên xã, hướng từ tỉnh Tây Ninh đi huyện Hớn Quản. Khi đến ấp Sa Trạch 2, xã Phước An, bất ngờ va chạm trực diện với xe gắn máy do anh Điệp Du Đê, 20 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, cùng hai người đàn ông khác chở nhau, chưa xác định người điều khiển, lưu thông chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến anh Quý và anh Đê tử vong tại chỗ, hai người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng. Riêng các phương tiện bị hư hỏng nặng.